Xin chào các bạn, hôm nay công ty Hino xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm mới, đó là máy đo tích điện bề mặt vật chất. Vì sao chúng ta phải sử dụng với máy này thì tôi xin nói qua về sự tích điện và tĩnh điện như sau. Tĩnh điện là gì? Tĩnh điện là sự tích điện của điện tích trên bề mặt vật chất. Khi mà sự tích điện đó đủ lớn, nó có thể gây ra phóng điện, gây ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta hoặc là trong nền sản xuất công nghiệp. Nguyên nhân chính gây ra sự tích điện trên vật chất đó là do sự cọ sát và ma sát giữa các vật chất với nhau. Khi đó số electron và proton trong vật chất sẽ bị chênh lệch, gây ra sự chênh lệch về điện, sẽ sinh ra điện tích và sự phóng điện. Ví dụ như tôi xin nêu ra một số ví dụ, như ví dụ trong ngành may dệt vải, khi mà các dệt vải áo quần hoặc là vải khi bị cọ sát, nó gây ra sự tích điện. Nếu sự tích điện đó gây ra đủ lớn, nó có thể gây ra sự phóng điện và gây ảnh hưởng tới người dùng sản phẩm về áo quần hoặc là vải. Còn ví dụ đối với ngành công nghiệp mà gỗ hoặc là về nhựa, nếu mà trên các bề mặt vật chất về gỗ và nhựa bị tích điện thì nó sẽ hút những bụi bẩn hoặc là chất không tốt trong không khí vào các vật bịt lên bề mặt của các vật bị tích điện đó, sẽ gây bệnh các vật đó và có thể lâu dài có thể gây đến hư hỏng, hoặc nó có thể ứng dụng trong các ngành công nghiệp như về vi xử lý hoặc là về điện tử. Bây giờ tôi xin giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm máy đo điện tích bề mặt vật chất của hàng ProStarCorp có xuất xứ từ Mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ mở bên trong hộp xem gồm có những gì bên trong. Đây là hai cuốn catalog, một cuốn dành cho máy đo có mã modem là PRS812, cuốn thứ hai là dành cho option kèm theo là bút đo để dành cho đo những điểm trên bề mặt vải hoặc là các khay đựng linh kiện điện tử, bút đo điểm và các linh kiện kèm theo nó. Đây chính là sản phẩm chính, là máy đo. Máy đo này có chức năng là nó sẽ thu nhận tín hiệu từ các que đo về và xử lý tín hiệu để đưa ra thông số điện trở, và gồm có các nút điều khiển và setup thông số cũng như điều khiển thiết bị này, màn hình hiển thị. Đi kèm với thiết bị này sẽ có các phụ kiện kèm theo của nó, bao gồm là một điện trở sân đo với lăng thấp, hai dây kéo dài để kết nối với đo này, đầu kẹp build up để kẹp. Nó sẽ có chức năng, ví dụ như chúng ta có thể cắm nó vào đây, rồi từ đó chúng ta có thể cắm thêm để vào đây cho dài cái chiều dài của đầu đo này đến các vật đo, nó có thể tốt hơn để đo tiền cho việc đo hơn. Đây, chúng ta có thể kết nối như vậy. Đây là những tiếp theo là một test bo dùng để điều chuẩn trước khi đo, một mặt là bằng kim loại, một mặt là bằng nhựa vít ca. Đây là tua vít để mở hộp đựng pin để lắp pin cho thiết bị đo. Thiết bị này đã được lắp pin sẵn rồi. Đây là những cái tiếp theo. Tiếp theo là option tiếp theo, đó là bút đo điểm dùng cho đo để trên các bề mặt nhỏ như là khay đựng các đồ điện tử hoặc là áo quần. Nó bao gồm
Đây là bút đo. Bút đo này sẽ có hai điểm đo. Chúng ta có thể đo trên các bề mặt. Chúng ta đo đây, đo từng điểm. Đi kèm theo đó là sẽ có ví dụ như đây, dây nối để đầu nối với máy đo. Là bằng cả như thế này. Nối đây với máy đo. Đây chúng ta sẽ nối với bút. Từ đó chúng ta có thể đo các điểm. Đây là cái option kèm theo của nó. Ra nó còn có thêm đây là đầu đo dự trữ là cảm nhận góc số bảo vệ. Còn đây là toàn bộ các vật trong bộ sản phẩm đo diện tích bề mặt vật chất, bao gồm một máy đo và một bộ option đo que điểm điểm.